chào quý chị và các bạn đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý chị và các bạn, iCloud là một dịch vụ của Apple cung cấp cho người dùng sử dụng các công cụ lưu trữ, sao lưu dữ liệu cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Ngoài ra, iCloud còn giúp định vị iPhone, iPad, khóa thiết bị khi bị mất cấp, xóa dữ liệu trên thiết bị từ xa. Lợi dụng tính năng này, nhiều đối tượng đã tìm cách lừa đảo trục lợi bằng cách cho vay tiền qua iCloud, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lời cảnh báo ngay sau đây sẽ giúp chúng ta nhận diện rõ hơn về thủ đoạn cho vay này cũng như cách phòng tránh. Mời quý vị cùng theo dõi. Với điều kiện thế chấp là giao tài khoản iCloud, người vay chỉ cần thoát khỏi tài khoản iCloud của mình và đăng nhập vào tài khoản iCloud bên cho vay cung cấp. Khoản tiền được vay phụ thuộc vào giá trị chiếc iPhone, iPad của chủ sở hữu. Do kẹt tiền, lại không có tài sản thế chấp, người đàn ông này đã vay tiền theo hình thức trên. Và sau khi hoàn tất hết các thủ tục được vẽ ra, anh lại không nhận được tiền như thỏa thuận mà còn phải oằn mình để giải quyết những chiêu trò sau đó của bên cho vay. Mình có tìm hiểu thì bên đó họ nói là làm thủ tục rất là nhanh gọn. Chỉ cần đăng ký cái tài khoản iCloud vào trong cái điện thoại của mình là xong. Thì sau khi mà mình làm thủ tục thì cái điện thoại của mình đã bị đăng ký cái tài khoản iCloud của họ. Mình tưởng là tới đó là xong rồi. Nhưng mà không. Mấy ngày sau thì mình liên tục nhận được những cái cuộc gọi làm phiền. Họ dùng đủ các cái thủ đoạn ranh mãnh để mà tống tiền mình. Họ hù dọa mình là nếu mà mình không đưa tiền cho họ thì họ sẽ làm những cái việc mà tổn hại đến thanh danh của mình, đã phải trả cho họ một khoản tiền khá là lớn để mà cho mọi chuyện êm xuôi. Không cần thế chấp, có thể không cần gặp mặt, giải ngân nhanh, chỉ sau vài phút. Tất cả giao dịch xoay quanh một chiếc iPhone, iPad, phương thức vay tiền qua iCloud như trên đã thực sự khiến nhiều người điêu đứng. Thực chất đa phần đây là hình thức vay tiền núp bóng tín dụng đen. Tại điều 201 của luật hình sự nó quy định là người nào mà khi cho người khác vay với cái lãi suất cao từ 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật hình sự mà thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội với mức cái thu nhập bất hợp pháp từ 100 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm một công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thực chất việc nắm iCloud là cách để các nhóm cho vay kiểm soát được khách hàng vay tiền, bởi khi người vay không thể trả được nợ, những đối tượng này sẽ kiểm soát và khóa máy từ xa hoặc tìm đòi nợ qua tính năng Find My Phone của máy. Các thông tin sẽ hoàn toàn bị đồng bộ qua tài khoản cho vay. Điều này dẫn đến rủi ro mất thông tin cao. Chưa kể các đối tượng dùng thông tin cá nhân để thực hiện những hoạt động trái pháp luật. Chúng ta vay tiền khách hàng đây phải thế chấp bằng cách là cung cấp tài khoản iCloud hay là cụ thể là người ta sẽ cài cái tài khoản iCloud của họ vô máy của người dùng. Thì khi đó những hệ lụy xảy ra là gì? Là trong trường nhiều lúc ấy, thì chúng ta có thể bị khóa thiết bị từ xa và chúng ta bị vô hiệu hóa không sử dụng thiết bị được. Và rất là nguy hiểm là khi để lộ tài khoản iCloud thì chúng ta có thể bị theo dõi địa điểm, vị trí di chuyển chúng ta là người ta biết hết. Và ngoài ra là những cái thông tin cá nhân như danh bạ, hình ảnh, những thông tin lưu trữ trên máy á, thì người ta có thể khai thác được. Thì nó sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy cho bản thân cá nhân chúng ta. Như vậy, để không bị rơi vào tình trạng trên, người dùng cần tránh xa những dịch vụ cho vay kiểm soát bằng tài khoản. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản dịch vụ và các quy định về hạn mức trả nợ trước khi quyết định vay tiền bằng bất kỳ hình thức cho vay nào. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lời Cảnh Báo hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Six thế hệ mới hân hạnh đồng hành cùng chương trình.